Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiết lộ tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung. Từ ngày công tác trong ngành công an và khi sang Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm việc, tôi có đi nước ngoài để chữa bệnh. Đó là một trong những thông tin mà được ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chia sẻ tại buổi thăm và gặp mặt với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội ngày 18 tháng 2 năm 2020 sau khi nhận được các câu hỏi quan tâm sức khỏe của ông ta. Trước sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi lời cảm ơn và thẳng thắn chia sẻ bởi việc này không có gì phải giấu giếm. Mỗi khi đi tôi phải báo cáo chăm sóc sức khỏe Trung ương và Ban Bí thư Thường trực Ban Thành ủy báo cáo Thủ tướng. Khi về thì trong vòng 7 ngày phải báo cáo kết quả. Thế nên đây là việc công khai, không có gì phải giấu giếm. Ông Chung mở đầu. Và trước hơn 100 văn nghệ sĩ của thành phố Hà Nội thì ông Chung nói đầu năm 2015 ông phát hiện polyp sát trực tràng, và khi nhiều người còn đang bàn tán thì ông Chung kể tiếp nhờ giáo sư Trần Bình Giang, một trong những chuyên gia nội soi ở Việt Nam, được giới thiệu sang Pháp gặp một giáo sư sinh năm 1949. Vị này làm giám đốc phụ trách kỹ thuật một trung tâm nghiên cứu. Sau khi trao đổi, ông giáo sư bảo tôi về suy nghĩ 3 tháng rồi trả lời có mổ hay không. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội thông tin vào tháng 4 năm 2015, ông trở lại Pháp kiểm tra và quyết định phẫu thuật vì polyp kích thước 0,5 x 1 cm để lâu có thể gây ung thư. Đến nay thì sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường, ông Chung chia sẻ. Một năm sau ca phẫu thuật polyp ngày 30 tháng 4 năm 2016 thì ông Chung đi kiểm tra sức khỏe và phát hiện phổi có một nốt kích thước 5,7 mm. Khi hỏi bác sĩ thì 5 người nói 5 kiểu và cho biết chỉ số ung thư phổi của một người bệnh từ 2,5 trở lên, còn chỉ số của ông là 1,18. Trung tuần tháng 9 năm 2016, ông Chung tiếp tục sang Pháp để điều trị. Tôi quyết định sang Pháp vì giải quyết được một số vấn đề. Thứ nhất là kỹ thuật của họ tốt hơn. Thứ hai là với cương vị của tôi mà nằm viện 3 ngày thì người vào thăm còn ốm hơn, ông nói. Và sau khi đi khám lại trở về Việt Nam thì ông Chủ tịch Hà Nội cho hay là ông đi làm từ đó đến nay và không dùng bất cứ loại thuốc nào. Mọi người cứ nói thế này thế khác, thực tế thì cuộc sống cũng phức tạp, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ khỏe khoắn từ giờ đến hết năm sẽ hết chuyện, và ông Chung tâm sự. Tầm kiểm soát ung thư cho người dân Hà Nội. Trước đó ngày 27 tháng 11 năm 2016, Trung tâm Kỹ thuật Cao và Tiêu hóa Bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội có chính thức đi vào hoạt động, và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết và hiện trung tâm đã mua được hệ thống tầm soát ung thư đường tiêu hóa của Nhật và sẽ thực hiện tầm soát ung thư cho người dân Hà Nội với mức rẻ khoảng 63.200 đồng một lần. Trong khi đó thì cùng với hệ thống này tại Singapore thì người dân phải trả giá 15 đô la, tại Mỹ là 26 đô la. Nếu làm tốt với công suất 320 test một giờ thì với 1,5 triệu dân Hà Nội với độ tuổi từ 40 đến 65, trong vòng 5 năm tới chúng ta sẽ phòng ngừa được 5.000 đến 10.000 người không bị mắc ung thư đường tiêu hóa mỗi năm, và hàng nghìn người sẽ được chữa trị sớm, hoàn toàn có thể khỏi, ông Chung khẳng định. Ông cũng cho biết về nhân duyên hình thành ý tưởng xây dựng trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa hiện đại bậc nhất ở Hà Nội khi ông trở thành một bệnh nhân của giáo sư Le Roy Pháp vào tháng 4 năm 2015. Được gặp, làm việc, tiếp xúc với giáo sư, có điều gì đó cứ thôi thúc tôi là phải làm gì đó để đưa những công nghệ hiện đại chẩn đoán bệnh về Việt Nam để người dân được hưởng lợi và cũng giúp giảm số người bệnh phải ra nước ngoài chữa trị, ông Chung nói. Theo đó thì từ khi hình thành ý tưởng tới khi thiết kế và triển khai xây dựng trung tâm, đó là một chiến dịch thần tốc với 3 tháng, 7 tháng và đã hoàn thành.
Giáo sư Lê Roy đã sang Việt Nam 9 lần giảng dạy và trực tiếp phẫu thuật cho 15 bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, chúng còn với ba sai lầm khó đỡ. Câu chuyện về Nguyễn Đức Chung xem như cái kết được biết trước, nó như quả tên lửa được phóng nhờ bệ phóng và cũng nổ tan xác bởi khối thuốc nổ nó tự chứa trong đầu đạn. Làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, phía trên ông có ông gốc Tàu, đệ tử của Ba X Nguyễn Tấn Dũng, ngồi ghế bí thư che chắn, và phía dưới ông còn có trợ lý cố vấn chủ tịch Trần Đại Quang là Trung tướng Đoàn Duy Khương, đã nghỉ hưu tháng 6 năm 2020, sau đó 4 năm làm giám đốc công an Hà Nội. Nắm sở công an bảo vệ, xem ra thì chúng còn quá yên tâm, việc gì mà không dám làm. Ba sai lầm lớn nhất mà Nguyễn Đức Chung mắc phải trong sự nghiệp chính trị của mình. Thứ nhất là để cho vợ con núp bóng kinh doanh rửa tiền và rút ruột ngân sách. Dưới thời của Nguyễn Đức Chung, các đàn em cũng tha hồ hô mưa gọi gió. Vì vậy mà mới có chuyện chưa từng xảy ra trên khắp 61 tỉnh thành. Tháng 3 năm 2020, Thanh tra thành phố Hà Nội công khai kết luận thanh tra sai phạm và đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố từ thời ông này làm giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư giai đoạn 2009-2010. Người bị thanh tra nêu đích danh tên là chính là Nguyễn Văn Sửu, sinh năm 1961, quê ở Hà Đông, thường vụ thành ủy đương kim Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Quái oăm ở chỗ là ông Sửu làm Phó Chủ tịch thường trực từ năm 2011. Khi ấy, Chung còn mới leo lên chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Có lẽ đây là đòn dặn mặt Sửu từ Chung rằng ông liệu hồn, không thuận theo có ngày tôi sẽ thịt ông. Sai lầm thứ hai là Nguyễn Đức Chung và Đoàn Duy Khương đã cố tình cho khởi tố Lê Thành Thản và tập đoàn Mường Thanh. Dưới thảo tin đưa ra ví von Chung còn đã mó rái ngựa khi mà thơ khen của Mường Thanh của cụ Tổng vẫn còn tươi rói màu mực chưa kịp khô. Và rằng Mường Thanh chính là sân sau của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Sai lầm thứ ba là Nguyễn Đức Chung chết bởi sự chủ quan xem thường địch thủ. Suốt 5 năm qua, tướng Nguyễn Duy Ngọc đã lặng lẽ âm thầm bám sát từng cú đánh quả của Nguyễn Đức Chung. Khi Ngọc Trắng lên chức Thứ trưởng kiêm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra thì C03 của Ngọc đã đủ hồ sơ chứng cứ. Tô Lâm duyệt và cụ Tổng cũng gật đầu chạm. Gần 5 năm trước, vào tháng 11 năm 2015, hai cựu nguyên thủ Bà Dũng, Lê Hồng Anh hả hê tọa nguyện sau khi nhấc được Nguyễn Đức Chung lên ngồi ghế thị trưởng thành phố Hà Nội. Kết thúc Đại hội 12, Trần Đại Quang bổ nhiệm Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, trợ lý của ông ta, về giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và phong quân hàm Trung tướng. Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2016, Hoàng Trung Hải công bố quyết định của Thành ủy chỉ định Đoàn Duy Khương tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thường trực Bí thư Đảng ủy Công an thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Thật nhanh và hoàn hảo, nhưng hơn 4 năm sau có một thế lực khác lại cũng nhanh không kém. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, khởi tố thư ký lái xe của Nguyễn Đức Chung cùng tay trong ở C03 Phạm Quang Dũng. Ngày 31 tháng 7 năm 2020, bổ nhiệm Nguyễn Hải Trung, sinh năm 1968, quê ở Vĩnh Phúc, về nắm chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thay cho Đoàn Duy Khương. Toàn bộ tay chân của chúng con đã bị vô hiệu hóa và những tay súng đã áp sát sẵn sàng nhả đạn nếu như Nguyễn Đức Chung manh động. Mặc dù Nguyễn Đức Chung là một kẻ nổi tiếng với vừa lái xe mô tô vừa bắn súng trúng mục tiêu, nhưng với hành động của những thế lực mạnh hơn chúng con thì chúng con có cầm tới 100 khẩu súng cũng không thể giết hết được những thế lực mạnh hơn ông ta trong lúc này. Và khi sáng ngày 11 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị nhóm họp và công bố chính thức tước bỏ mọi quyền hành của Nguyễn Đức Chung. Họp Bộ Chính trị, không ai mở miệng bênh Chung còn lấy một câu. Thực tế thì lúc này không ai dám và cũng không ai đủ mạnh để cứu Chung còn. Lá bùa ủy viên Trung ương và đại biểu Quốc hội đã bị vô hiệu hóa và việc khởi tố tống giam Chung còn sẽ diễn ra trong ngày mai.
Không biết rồi đây chúng còn có hối hận về việc mình đã viết trên giấy trắng mực đen hứa với dân Đồng Tâm sẽ không truy cứu vụ bắt giữ 38 cảnh sát cơ động hồi năm 2017. Dân Hà Nội thì đồn rằng câu nói của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc không những một sân sau mà 4 năm sân sau, có ông 14, 15 cái sân sau, đừng nói Thủ tướng không biết, chính là ám chỉ đến chúng con. Chưa bao giờ hai chữ quả báo ứng nghiệm một cách tài tình như lúc này, và đây cũng là tấm gương cho những kẻ hàng ngày gieo rắc tội ác khắp nơi. Hãy sờ vào gáy mình trước khi gieo tội ác với nhân dân, rằng những kẻ gieo gió thì sẽ phải gặt bão. Thưa quý vị và các bạn, hệ lụy của việc cả họ làm quan. Ông Nguyễn Song Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho hay công an thành phố đã tạm giữ chủ quán, bắt giữ một nữ khách hàng, rồi quỳ gối, xin lỗi, chửi bới, thậm tệ chị này. Trưa ngày 19 tháng 8, thì lãnh đạo công an thành phố cũng đã cho biết là đang họp và họp xuyên trưa để xử lý vụ việc. Và sự việc bức xúc trong dư luận khi một live stream do quán này phát trước đó lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip đó thì cô gái quỳ khóc lóc, miệng nói xin lỗi là thực khách của quán, và khi ăn món lòng nướng do quán chế biến thì phát hiện có con sán trong lòng non, và cô gọi nhân viên ra để phản ánh thì nhân viên bảo khi cắt lòng thì chưa nhìn thấy sán, và tuy vậy thì chủ quán không xin lỗi khách, khi thanh toán vẫn lấy của khách 500.000 Việt Nam đồng. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy thì một người phụ nữ đang quỳ trong quán ăn vừa mếu máo khóc và liên tục xin lỗi. Tuy nhiên thì một người đàn ông ngồi ghế vừa hăm dọa vừa mắng nhiếc, mày sống ở bất cứ đâu ở đất Bắc Ninh này, trốn ở dưới đất tao cũng lôi mày lên nghe chưa. Bảo kê kiểm chứng và bảo chúng mày là to nhất, gấu nhất ở Bắc Ninh này, mày nhớ chưa? Tại sao mày lại dám làm thế với tao? Bát cơm của mày đang ăn, tao vào vứt xuống đất thì mày nghĩ ra sao? Và mày hiểu chưa? Nhà mày phúc dày ngày hôm nay đấy. Chiều nay tao lần được mày thì mày chết đấy. Theo tôi được biết thì Nhắn Nướng Hiền Thiện có hai cơ sở ở thành phố Bắc Ninh. Hàng tháng đóng 30 triệu cho công an thành phố Bắc Ninh bằng hình thức đóng đưa tiền mặt vào ngày mùng 7 hàng tháng. Và đúng ngày này, công an thành phố Bắc Ninh hay kéo tới đây ăn nhậu. Tới ăn không những được phi mà còn được mang phong bì về. Tiền đó gọi là làm luật hay cứ nói bảo kê cho nó dễ hiểu. Ở thành phố Bắc Ninh mấy năm vừa qua thì tai tiếng vì cả họ làm quan. Hầu như những vị trí chủ chốt trong tỉnh này đều có dấu hiệu rằng dấu răng của dòng họ Nguyễn Nhân. Vì thế chuyện doanh nghiệp của Trung Quốc, một cơ sở hàng chục ngàn mét vuông đất ở Quế Võ và các cơ quan liên quan như mù như điếc, thì hỏi rằng xây như Đà Nẵng mới sợ chứ ở đây thì không sợ. Việc chủ quán Nhắn Nướng có thái độ mất dạy coi thường pháp luật là bởi vì ỷ lại có quan hệ với quan chức, với công an thành phố, và không ngờ cái ngạo mạn ấy bị trả giá khi chính công an thành phố Bắc Ninh buộc phải bắt tên chủ quán do dư luận lên án quá mạnh. Đây là hệ lụy của việc đưa dòng họ vào làm quan. Chúng như một lũ ký sinh trùng chỉ biết ăn và nhận tiền để cho bọn kinh doanh xã hội đen nhờn mặt. Một đám học tại chức, thiếu đạo đức và như thừa lưu manh, và đua nhau ngồi cai trị trên cả một tỉnh để cho bọn xã hội đen nó xem thường pháp luật. Cứ thế này thì cờ vua có ngày nó lên làm vua như chơi, khi đó thì nhân dân chẳng biết đâu là xã hội đen, đâu là xã hội đỏ, vì chúng giấu nhau trong cách hành xử với nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội, công an tranh công với dân. Ngày 18 tháng 8 thì tại thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, khi phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khe tường giữa hai ngôi nhà. Người dân đã cố gắng cứu cháu bé, một nam thanh niên đã đi mượn khoan để đục tường đưa cháu bé ra ngoài. Tuy nhiên báo Đảng đã đăng tin công an đục tường giải cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Người đã đục tường đưa bé ra ngoài là một nam thanh niên làm công nhân 24 tuổi quê ở Nam Định.
Anh thuê nhà trọ ở gần nơi xảy ra sự việc thì lúc đi làm về, anh đi ngang qua con hẻm nơi bé bị mắc kẹt, biết chuyện liền tức tốc tìm mọi cách để cứu cháu bé. Từ khoảng 3 giờ sáng, có mấy bạn nữ trên phòng đã thấy em bé khóc, chắc lúc đó bé mới được sinh ra. Buổi chiều mọi người vẫn nghe thấy tiếng khóc thì mới tìm xung quanh và tìm thấy bé ở trong khe tường. Ban đầu thì mọi người lại tưởng là con búp bê kẹt trong khe, sau nhìn thấy thì thấy cháu bé giãy giãy nên mọi người mới biết là bé sơ sinh. Mình đang đi tìm về qua đó, đang đi làm về qua đó và thấy vậy bèn chạy đi mượn khoan ở khắp nơi mới đục tường và cứu cháu bé ra được. Mũi khoan mượn được thì đầu đầu tiên là bé quá, mình ở đó đục trước rồi phải nhờ người dân đi mua mũi khoan to hơn để đục nhanh hơn. Và sau khoảng 20 phút thì mới đục xong. Sau đó thì lực lượng chức năng tới, có một bà đã đỡ em bé ra rồi đưa bé đi bệnh viện. Đến tối ngày 18 tháng 8 năm 2020 thì Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thông tin các cơ quan chức năng, các đơn vị chức năng vừa giải cứu thành công một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa hai ngôi nhà trên báo Lao Động. Theo thông tin vụ việc thì khoảng 17 giờ 50 cùng ngày, người dân phát hiện một cháu bé sơ sinh bị mắc kẹt tại khe tường giữa hai ngôi nhà trong ngõ 174 Châu Quỳ, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin thì đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Gia Lâm cùng với công an thị trấn Châu Quỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu cháu bé. Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã phải đục tường để đưa cháu bé ra ngoài với nỗ lực bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho cháu. Công an thành phố Hà Nội trơ trẽn đến độ không còn có được một lời xiển dương nam thanh niên đầu tiên đã cứu sống cháu bé sơ sinh. Tranh công với dân chính là cách mà công an thi đua lập thành tích chào mừng ngày kỷ niệm thành lập ngành 19 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, những thế lực nào đang bị hạ bệ, đang ra tay hạ bệ chúng con? Chúng con có nhiều kẻ thù, tuy nhiên thế lực đang hợp sức đánh ông ta hiện nay nổi lên gồm có bốn nhóm: nhóm ban nội chính của Phan Đình Trạc, nhóm Tư Sang và nhóm Nghệ An Hà Tĩnh và nhóm Bộ Công an. Dù bốn nhóm tấn công Nguyễn Đức Chung nhưng về cơ bản là hai phe, phe Nghệ Tĩnh và phe Bộ Công an là chính. Tư Sang, Phan Đình Trạc dùng các nguồn lực, sức ảnh hưởng từ các vị trí của mình để đánh Nguyễn Đức Chung. Nhưng thực chất là hai thế lực này nằm trong phe Nghệ Tĩnh, một thế lực khủng nhất trong bộ máy chính trị hiện nay, Trương Tấn Sang ở Long An, nhưng vốn gốc quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trong khi đó thì phe Bộ Công an dưới ngọn cờ của Tô Lâm và Nguyễn Duy Ngọc thì có nhiều ân oán với Chung Con thời làm tướng Công an. Các phe hợp sức đánh Nguyễn Đức Chung chí tử nhằm tạo ảnh hưởng đến việc sắp xếp nhân sự cho Đại hội 13. Trong phiên bỏ phiếu sơ bộ tại Hội nghị Trung ương 12 hồi tháng 5 năm 2020, Nguyễn Đức Chung có số phiếu tín nhiệm cực cao vào Bộ Chính trị và cái đích nhắm tới là Bộ trưởng Bộ Công an. Phe Nghệ Tĩnh muốn Phan Đình Trạc giữ vị trí quyền lực này. Trong khi đó thì cái tướng lĩnh công an thì không muốn Chung Con ngồi lên đầu, điển hình là tướng Ngọc. Nếu như Chung về làm bộ trưởng thì xem như sự nghiệp chính trị của Ngọc bị chấm dứt. Chính vì tương lai chính trị của Chung Con quá sáng lạng, thế nên sau hội nghị Trung ương 12, các phe mới hợp sức đánh dữ dội để hạ bằng được Chung, đòn chí tử là bắt thư ký và lái xe của Chủ tịch Chung Con. Cuộc thanh trừng này mang dấu hiệu, mang dấu ấn của Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên ông Trọng đồng ý về mặt chủ trương và bật đèn xanh cho phe Nghệ Tĩnh thịt Chung Con. Một điều rất buồn cười về ông Nguyễn Phú Trọng đó là mặc dù sinh ra ở Hà Nội được ví như sĩ phu Bắc Hà, thế nhưng những lúc đỉnh cao sự thật sự nghiệp chính trị ông ta lại Nghệ Tĩnh hóa bộ máy lãnh đạo của mình. Thời ông Trọng nắm quyền thì phe Nghệ Tĩnh nổi như cồn với số lượng ủy viên trung ương, tướng tá áp đảo. Lý do chính là Nguyễn Phú Trọng quá tin tưởng ông cố vấn đầy quyền lực Hồ Mẫu Ngoặt, quê gốc Quỳnh Lưu,
Nghệ An. Nhiều người cho rằng chúng con phải trả giá vì có sân sau Nhật Cường, vụ sông Tô Lịch, nước sông Đuống. Thực chất, nhận định về như vậy có lẽ là do ít hiểu về cách vận hành của bộ máy chính trị tại Việt Nam. Chúng con hẳn nhiên có sai phạm, tuy nhiên nếu chú ý thì sẽ thấy rằng những sai phạm của ông ta là điển hình của tuyệt đối đa số các lãnh đạo hiện nay. Và nếu như Trung bị khởi tố thì những kẻ như Nguyễn Nhân Chiến, Bắc Ninh, Triệu Tài Vinh, Hà Giang, Trà Quý, Yên Bái cần bị đưa ra lên đoạn đầu đài. Nhưng không, những kẻ này thì vẫn bình an vô sự và nghiễm nhiên đứng cạnh chủ lò Nguyễn Phú Trọng và từng bước thì tiến nhanh tiến vững chắc lên những chiếc ghế to hơn, cao hơn, quyền lực hơn. Hệ thống chính trị này kẻ nào thăng tiến mà không có sân sau, không đút lót nhận hối lộ, thậm chí thì ông Thủ tướng Phúc phải cay đắng thừa nhận có 14-15 cái sân sau, tôi biết hết. Nên gọi đúng tên cú ngã ngựa của Nguyễn Đức Chung là cuộc thanh trừng nội bộ, là chiến thắng ngoạn mục của phe Nghệ Tĩnh, đừng nhân danh động cơ cao đẹp là chống tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, điểm qua những nốt thăng trầm của Nguyễn Đức Chung. Ông Nguyễn Đức Chung có những hoạt động và phát ngôn để đời qua hơn 8 năm trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê ở Hải Dương. Ông Chung từng nhiều năm làm công tác điều tra hình sự, lần lượt giữ các chức vụ phó phòng, rồi trưởng phòng cảnh sát hình sự, phó giám đốc công an thành phố, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Ông từng được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang khi 37 tuổi, năm 2004. Và được phong hàm thiếu tướng ngày 13 tháng 7 năm 2013 khi mới 46 tuổi. Thiếu tướng trẻ nhất ngành công an thời điểm được phong quân hàm. Vào tháng 9 năm 2012, ông được chính thức bổ nhiệm làm giám đốc công an thành phố Hà Nội khi đang mang quân hàm đại tá. Ông Chung ngồi ghế giám đốc công an thành phố Hà Nội từ 2012 đến 2016. Trải qua 3 năm, 5 tháng, 20 ngày trên cương vị giám đốc công an thành phố Hà Nội, ông Chung đã trực tiếp tham gia những chỉ đạo nhiều vụ án. Vào tháng 9 năm 2014, ông đã thuyết phục thành công kẻ khống chế bắt giữ con tin tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hay vào tháng 11 năm 2011, khi là phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, ông cũng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công vụ án giả danh y bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương do Nguyễn Thị Lệ, 33 tuổi, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang làm chủ mưu. Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội tại Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2015-2020. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tháng 12 năm 2015, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Từ đây, ông chính thức chuyển khỏi ngành công an để đảm nhận chức vụ mới này. 4 năm rưỡi làm Chủ tịch Hà Nội, ông Chung từng có một số phát ngôn khiến dư luận xôn xao. Như tại hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ban chỉ đạo 197 ngày 4 tháng 3 năm 2017. Chúng còn nói, ông thống kê có hơn 180 bia quán bia vỉa hè thì có 150 quán có bàn tay công an đứng ở sau bảo kê. Hay các bí thư chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi là điểm trông giữ xe dưới phường có người nhà có bãi đỗ xe của bí thư chủ tịch không? Có đấy, tôi xin nói các đồng chí có cạn. Vào tháng 11 năm 2019, câu chuyện khiến cho người dân bức xúc là giá nước kinh doanh của nhà máy nước mặt sông Đuống cao gần gấp đôi giá bán của nhà máy nước sạch sông Đà. Ngoài ra thì theo giám đốc của Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà, trong mức giá 10.246 đồng trên một mét khối tạm tính của nước sông Đuống, có khoảng 2.003 đồng là trả lãi vay của nhà đầu tư. Ông Chung cho rằng phát biểu trên của giám đốc Sở Tài chính là rất sai lầm và ông lý giải là thành phố đã cảm nhận và xin ý kiến của Bộ Tài chính với giá 10.246 đồng trên mét khối là giá tạm tính để phục vụ cho nhà đầu tư lập dự án đầu tư. Còn sau khi dự án được hoàn thành, họ sẽ quyết toán toàn bộ công trình thì lúc đó mới ra giá thành cụ thể. Ông Chung cũng khẳng định là chưa mất một đồng nào bù giá cho nước sông Đuống và chắc chắn không bao giờ bù.
Cũng theo ông thì có ai có lợi ích nhóm ở đây? Về biến cố ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào tháng 4 năm 2017, vụ việc lên tới đỉnh điểm khi một số công dân ở Đồng Tâm đã bắt giữ trái phép 38 người gồm cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ chiến sĩ công an tại văn hóa thôn Hoành. Và khi đó thì ông Nguyễn Đức Trung đã về Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm đối thoại trực tiếp với người dân, khi nhận 21 vấn đề bức xúc của bà con và hứa sẽ chỉ đạo giải quyết công tâm nhất. Đầu giờ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2017, trước khi 19 cán bộ chiến sĩ được thả, thì ngày 17 tháng 4, người dân đã trả 15 cảnh sát cơ động, 3 người khác tự giải thoát. Chủ tịch Nguyễn Đức Trung đã viết bản cam kết gồm 3 điều với người dân xã Đồng Tâm. Thứ nhất là Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cam kết trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao làm đúng thực sự thực và khách quan và đúng pháp luật. Khu vực đất đồng xanh, đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. Thứ hai là không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Thứ ba là cam kết chỉ đạo điều tra xác minh việc bắt và gây thương tích cho ông Lê Đình Kình theo quy định của pháp luật. Bản cam kết được ký tại lán do dân dựng và nằm ở góc sân văn hóa thôn Hoành. Tới ngày 13 tháng 6 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đồng Tâm để điều tra về hai tội danh bắt giữ và giam giữ người trái pháp luật và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Chiều 27 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thanh tra Chính phủ tổ chức buổi thông tin về kết luận thanh tra về sân bay Miếu Môn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung khi đó khẳng định ông Kình lợi dụng việc khiếu kiện nhằm trục lợi, gây sức ép với chính quyền và với mục tiêu xem có được bồi thường hỗ trợ một tí nào không. Và đây là câu chuyện có thật và chúng tôi rất mong các cơ quan báo chí biết rõ vạch trần âm mưu. Vào thời điểm đại dịch virus Vũ Hán xảy ra ở nhiều nước trên thế giới thì tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống thành phố chiều 23 tháng 3 năm 2020, ông Trung chia sẻ là mình có con trai đang học ở Mỹ và vùng nặng nhất ở Mỹ. Khi đó thì ông khuyên con của mình nên mua dự trữ thức ăn đủ đến hết tháng 6 và chấp nhận thuê nhà vì trong trường đã cho ra hết thuê nhà ở yên trong 3 tháng. Liên quan đến Nhật Cường Mobile thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công ty Nhật Cường để phục vụ điều tra. Văn bản nêu quá trình điều tra thì Công an Nhật Cường và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phần mềm Nhật Cường, Công ty Nhật Cường Software đã xây dựng và quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến ở thủ đô Hà Nội. Công ty Nhật Cường là một trong 63 đơn vị cung cấp 135 dịch vụ phần mềm khác nhau cho Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành thảo luận tại tổ tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố chiều 3 tháng 12 năm 2019 nói về việc xây dựng chương trình mục tiêu công nghệ thông tin của thành phố. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho hay là công ty Nhật Cường xây dựng các dịch vụ công, đây là cái khó nhất vì họ phải lọ mọ vào trong từ phường, xã, gặp các cán bộ để hiểu về quy trình công tác thì mới số hóa được và những cái đó chẳng ai làm. Một số cán bộ của Hà Nội đã bị khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án này. Và ngày 11 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định 1223 QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Trung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối.
Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.